Các bạn lâu rồi không gặp nhau ha. Thì chắc là các bạn cũng có một cái kỳ nghỉ dịch rất là dài rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại với cái chương trình học của mình. Thì cái bài hôm nay cô dạy là bắt đầu từ bài 36 trở về sau. Còn cái bài 35 trở về trước thì mặc dù là chưa có dạy nhưng mà ở trên trang web của trường thì cũng đã có những cái bài ghi cho các bạn. Thì những bạn nào mà chưa có đọc từ cái bài 35 trở về trước thì các bạn sẽ về nhà các bạn đọc lại những cái kiến thức ở trong sách để mình có thể nắm được cái nội dung cơ bản để mình tiếp theo cái chương trình của mình là từ bài 36 trở về sau. Thì nếu như mà các bạn có những cái thắc mắc hay là những cái câu hỏi nào mà các bạn chưa giải quyết được thì các bạn có thể gửi vào trong Anet Việt cho cô và cô sẽ giải đáp cho các bạn. Mình sẽ qua một cái bài 36 là tổng kết về cây có hoa. Thì cây có hoa có nhiều cơ quan khác nhau và mỗi cơ quan thì nó sẽ có những cái chức năng riêng. Vậy thì chúng hoạt động như thế nào để tạo thành một cái thể thống nhất? Thì đó là cái câu hỏi mà cái bài học này sẽ trả lời cho các bạn. Trước khi đi vào bài này thì cô sẽ tổng quan sơ về cái nội dung của cái bài 36. Bài 36 thì gồm hai cái phần nội dung chính. Một là cây là một thể thống nhất và hai là cây với môi trường. Trong phần 1 thì sẽ có hai cái mục nhỏ. Một, sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa. Hai, sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa. Đối với phần 2 la mã thì có 3 cái nội dung nhỏ. Một, cây sống dưới nước. Hai, các cây sống trên cạn. Ba, các cây sống trong những cái môi trường đặc biệt. Thì ở cái bài 36 này, cái nội dung mà cô giảng cho các bạn đó, thì sẽ là cái nội dung phần 1 la mã cây là một thể thống nhất. Còn đối với phần 2 la mã cây với môi trường thì cái phần này yêu cầu các bạn về nhà, các bạn tự tìm hiểu. Các bạn sẽ tự đọc sách và trả lời những cái câu hỏi có trong sách. Cái phần 2 này thì nếu như mà các bạn trả lời rồi nhưng mà vẫn có những cái thắc mắc hay là những cái câu hỏi mà muốn hỏi thì các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho cô trong cái Anet Việt. Đầu tiên mình sẽ đi tìm hiểu phần 1 la mã. Cây là một thể thống nhất, một nhỏ sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa. Vậy thì trước khi đi tìm hiểu cái sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa thì đầu tiên mình sẽ phải nhớ lại về cái cấu tạo của cây có hoa trước ha. Bây giờ nhắc lại về một chút cái kiến thức cũ mà mình đã học thì cho cô biết là cây có hoa có những loại cơ quan nào và chức năng của từng loại cơ quan. Cho các bạn 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Ai còn nhớ không? Thì cây có hoa gồm hai loại cơ quan đó là cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Cơ quan sinh dưỡng thì gồm rễ, thân, lá và cơ quan sinh sản gồm hoa, quả và hạt. Rồi, đó là cấu tạo. Cấu tạo này thì cô nghĩ chắc ai cũng nhớ rồi ha. Nhưng vậy thì chức năng của từng loại cơ quan là gì? Cơ quan sinh dưỡng thì sẽ có chức năng nuôi dưỡng cây. Cơ quan sinh sản thì sẽ duy trì và phát tán nòi giống.
Và bây giờ các bạn lại quan sát hình 36.1 sơ đồ cây có hoa và hãy trình bày toàn bộ những cái đặc điểm chính về cấu tạo và chức năng của các cơ quan ở cây qua cái sơ đồ này. Rồi, cô sẽ lấy ví dụ cho các bạn trước. Đây cô lấy ví dụ về rễ trước nha. Rễ. Rễ thì có đặc điểm cấu tạo là gồm các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng cho cây. Tương tự như vậy các bạn sẽ trình bày như vậy đối với lá nè, thân nè, quả nè, hoa nè, hạt nè. Cô lấy thêm một ví dụ nữa ha. Rồi các bạn sẽ ở nhà các bạn sẽ tự trình bày toàn bộ tất cả những cái cơ quan này. Cô lấy ví dụ nữa đó là lá nha. Lá lá thì gồm những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp. Trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được. Chức năng là thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ, trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn sẽ làm cho cô đối với thân, hoa, quả và hạt. Cái này các bạn tự trình bày ở nhà. Tiếp theo, em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa? Bây giờ nhận xét về cấu tạo và chức năng mỗi cơ quan ở cây có hoa. Cô cho các bạn 10 giây để suy nghĩ cái câu trả lời này. Rồi, hết 10 giây. Vậy thì bây giờ các bạn thử nhận xét xem. Cấu tạo và chức năng nó sẽ có mối quan hệ như thế nào? Suy nghĩ ra được chưa? Rồi giờ cô sẽ lấy một ví dụ. Bây giờ mình thấy là ở rễ và lá đều có tế bào biểu bì đúng không? Tuy nhiên, cái tế bào biểu bì ở rễ và lá nó sẽ khác nhau. Ở biểu bì ở rễ ha, nó sẽ kéo dài thành lông hút và chức năng của nó sẽ là hút nước và muối khoáng. Tuy nhiên, biểu bì ở ở ở phần lá ha, những cái biểu bì này sẽ là biểu bì có vách mỏng và ở biểu bì này có những cái lỗ khí đóng mở được. Vậy thì khi mà biểu bì có vách mỏng là để ánh sáng đi qua và biểu bì có lỗ khí là để thoát hơi nước. Mặc dù cả hai nơi rễ và lá đều có biểu bì nhưng mà cấu tạo nó có giống nhau không? Không hề giống nhau. Vậy thì chức năng của nó tất nhiên là phải khác nhau. Vậy thì cái cấu tạo nó sẽ như thế nào với cái chức năng? Đúng rồi, nó sẽ phù hợp với chức năng. Vậy thì ở đây mình đưa ra cái nhận xét là sẽ có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng ở mỗi cơ quan. Cái phần này thì các bạn ghi bài thì các bạn ghi cho cô là xem bảng ở trang 116. Thì về nhà các bạn đọc lại cái bảng 116 mà mình đã làm lúc nãy ha và thử mô tả lại một cách hệ thống toàn bộ những cái đặc điểm cấu tạo và chức năng của tất cả các cơ quan của cây có hoa. Hai nhỏ, sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa. Vẫn là cái sơ đồ hình 36.1. Ở đây cô có hai cái câu hỏi muốn các bạn trả lời. Thứ nhất, lá muốn thực hiện chức năng quang hợp cần sự hỗ trợ của các cơ quan nào? Và thứ hai, khi hoạt động của lá giảm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan nào ở cây, hậu quả của nó là gì? Bây giờ mình sẽ đi trả lời cái câu hỏi số 1 trước. Cô cho các bạn 20 giây để trả lời câu hỏi số 1.
Rồi hết giờ. Thì nhìn vào cái sơ đồ ha là mình cũng sẽ đoán được cái phần nào là nó cần sự hỗ trợ của cơ quan nào rồi đúng không? Rồi bây giờ mình nhắc lại một xíu về cái phương trình quang hợp, cái sơ đồ quang hợp đó. Thì đầu tiên cái nguyên liệu để thực hiện quá trình quang hợp là phải có nước và khí carbonic. Rồi nước cộng khí carbonic nhờ diệp lục và ánh sáng thì sẽ tạo ra được tinh bột và khí khí oxy. Vậy thì cái nhu cầu đầu tiên đó là phải cần có nước đúng không? Vậy thì nước ở đâu? À, nước sẽ do rễ đảm nhận cái việc hút hấp thụ ha, hút nước lên. Rễ đã hút nước vào rồi. Vậy thì làm sao để vận chuyển nước từ rễ lên lá? Phải thông qua thân. Vậy thì khi mà lá muốn thực hiện chức năng quang hợp thì nó sẽ phải cần sự hỗ trợ của rễ để hấp thụ nước và của thân để vận chuyển nước từ rễ lên lá. Tiếp câu hỏi số 2, khi hoạt động của lá giảm thì ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan nào của cây và hậu quả của nó là gì? Câu này cô cho các bạn 20 giây luôn, suy nghĩ nha. Rồi, hết giờ. Bây giờ khi hoạt động của lá giảm, tức là cái lá này nó sẽ hoạt động yếu ha. Hoạt động yếu. Hoạt động yếu thì cái quá trình thoát hơi nước nó sẽ yếu. Khi mà quá trình thoát hơi nước yếu thì cái sự hút nước của rễ nó cũng sẽ giảm. Bởi vì cái việc thoát hơi nước của ở lá ha, nó là cái động lực để cái dòng nước nó để rễ nó hút nước vào. Nhưng mà bây giờ nó bị yếu đi rồi thì cái sự hút nước của rễ nó cũng sẽ giảm. Khi mà hoạt động rễ giảm thì rễ nó không có hút được nước nhiều đúng không? Khi mà không hút được nước nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình gì? Sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp. Đúng chưa? Sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp. Mà khi cây quang hợp kém thì sẽ không có chất dinh dưỡng. Mà không có chất dinh dưỡng thì cây nó sẽ sinh trưởng nhanh hay chậm? Chậm, sinh trưởng chậm. Và ảnh hưởng đến cái việc ra hoa kết quả. Đúng không? Vậy thì hậu quả của cái việc này đó là ảnh hưởng đến sự ra hoa, tạo quả, làm cho cây sinh trưởng chậm. Thì ở đây mình có thể đưa ra được kết luận gì? Các bạn có thể đưa ra được kết luận gì không? Khi mà mình tác động vào một cơ quan thì sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ bộ cây. Thì các bạn quan sát hai cái hình ở trên slide và giải thích tại sao khi mà rau trồng ở trên đất khô cằn, ít nước thì lá thường không xanh tốt, cây còi cọc và chậm lớn. Nhờ cho các bạn 10 giây ha. Rồi, khi trồng rau trên đất khô cằn, ít nước thì lá cây không có xanh tốt hoặc cây còi cọc chậm lớn thì sao? À, vì khi ở trên đất khô cằn thì rễ nó có lấy được nước không? Không lấy được nước và muối khoáng hòa tan. Thì khi mà không có nước và muối khoáng thì cây nó sẽ không có quang hợp được. Mà cây không quang hợp được thì sẽ không tổng hợp được chất dinh dưỡng để phát triển. Nên là cây nó sẽ còi cọc chậm lớn và cho năng suất thấp. Rồi phần này các bạn ghi vào trong vở của các bạn.
Qua cái phần này thì mình thấy là cái cây có hoa là một cái thể thống nhất, bởi vì cấu tạo và chức năng của các cơ quan đó, thì nó sẽ có sự phù hợp. Cái thứ hai đó là nó có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan. Có sự thống nhất. Và khi mà mình tác động vào một cơ quan thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác của toàn bộ cây. Ở đây các bạn thêm vô chữ N cho cô nha. Các khi tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây. Nãy giờ học mệt rồi đúng không? Giờ mình sẽ giải trí một xíu ha. Bạn mở ra ở trang 118 có cái phần trò chơi ô chữ. Trò chơi ô chữ. Câu số 1. Bốn chữ cái tên một loại chất lỏng quan trọng mà rễ cây hút vào. Là cái gì ta? 1, 2, 3, cho đáp án nha. Nước. Số 2. Có 4 chữ cái, tên một cơ quan sinh dưỡng có chức năng vận chuyển nước, muối khoáng từ rễ lên lá và vận chuyển các chất hữu cơ do lá chế tạo đến các bộ phận khác của cây. Đó là thần. Câu số 3. Tên một loại mạch có chức năng vận chuyển chất hữu cơ do lá chế tạo. Mạch gì nhỉ? Ray hay mạch gỗ? Mạch ray. Câu số 4. Tên gọi chung cho các nhóm quả mơ, đào, xoài, dừa. Quả. Quả hạch. Cái phần câu số 4 này ha, các bạn nào mà chưa xem những cái bài trước thì về mở xem lại quả hạch, quả mọng. Câu số 5. Tên một loại rễ biến dạng có thân, có ở thân cây trầu không, nhờ rễ này có thể leo lên. Rễ gì nhỉ? Rễ móc. Số 6. Tên một loại cơ quan sinh sản của cây có chức năng tạo thành cây mới, duy trì phát triển nòi giống. Hạt. Tên một loại cơ quan sinh sản có chứa các hạt phấn và noãn. Số 8 cuối cùng. Chỉ quá trình cây sử dụng nước và khí carbonic để chế tạo ra tinh bột và nhả ra khí oxy khi có ánh sáng, đó là quá trình na, ai cũng biết. Bạn học. Vậy thì cái từ khóa mình cần tìm ở đây đó là cây có hoa. Tiếp theo là phần 2 La Mã, thì như lúc nãy cô nói là cái phần này các bạn sẽ về các bạn tự nghiên cứu. Thì cây xanh á, nó không những là nó có sự thống nhất giữa các bộ phận và các cơ quan với nhau, mà nó còn có sự thống nhất giữa cái cơ thể với lại môi trường. Thì cái sự thống nhất giữa cơ thể với môi trường thì nó sẽ thể hiện ở những cái đặc điểm về hình thái, cấu tạo phù hợp với điều kiện của môi trường. Và ở đây là một số cái ví dụ. Một, đối với cái cây ở nước thì các bạn để ý đây là cây hoa súng ha, thì các bạn quan sát về lá của cây súng. Bên đây là cây rong đuôi chó thì các bạn cũng quan sát cái lá của cây rong đuôi chó. Và bây giờ các bạn ở nhà thì các bạn sẽ hoàn thành cho cô những cái câu hỏi ở trong sách trang 119. Câu hỏi thứ nhất nè. Hãy chú ý đến lá của cây súng và cây rong đuôi chó. Giải thích tại sao lại có cái sự khác nhau này. Và ở cái tiếp theo. Theo là cây bèo tây. Cây bèo tây thì một cái cây ở bên trái, đó là những cái cây mà nó sống trôi dạt ở phía dưới nước. Còn những cái cây bèo tây bên phải là cây bèo tây sống ở cạn. Thì các bạn giải thích cho cô tại sao. Giải thích cho cô tại sao cây bèo tây ở nước và cây bèo tây ở cạn nó lại khác nhau. Và cái thứ hai nữa là cái chỗ mà phần to ở cây bèo tây ở dưới nước thì nó có tác dụng gì. Hai là các cây ở trên cạn, thì quan sát cái hình cây ở trên cạn. Cây thứ nhất là những cái cây mà mọc ở những nơi khô hạn và nắng gió rất là nhiều, thì các bạn để ý là nó sẽ có những cái, nó có thân thấp và nó phân thành nhiều cành.
Trong khi đó thì những cái cây mà sống mọc ở trong rừng đó, trong rừng rậm hoặc là trong thung lũng thì nó thường phát triển nó rất là cao, và những cái cành cây thì nó chỉ thường tập trung ở ngọn thôi, còn ở phía dưới thì mình sẽ không thấy những cái cành. Giải thích tại sao. Ở phần số 3, các cây sống trong môi trường đặc biệt thì liệt kê cho cô. Ở hình A, hình 1, hình ở bên tay trái đó là cây đước. Cây đước thì có rễ trống. Và hình 36.5 đó là cây xương rồng, thì lá biến đổi thành gai. Thì các bạn tìm ra những cái đặc điểm của cây đước và cây xương rồng thích nghi với lại cái môi trường đặc biệt mà nó sống. Thì những cái câu hỏi này về các bạn tự trả lời. Và nếu mà có những cái gì thắc mắc thì các bạn có thể nhắn tin vào NX Việt. Hướng dẫn học tập nè, đối với cái bài mà mình vừa học xong đó, cái phần 1 La Mã đó, cây là một thể thống nhất, thì các bạn trả lời cho cô câu hỏi 1, 2 và 3 ở trong sách giáo khoa. Rồi, và cái phần 2 cây với môi trường thì các bạn tự đọc và tìm hiểu, trả lời những cái câu hỏi ở trong sách đó. Tiếp theo, đối với cái tiết sau thì các bạn đọc trước cho cô bài 37 Tảo. Rồi, chỉ có vậy thôi. Rồi, chào các bạn ha. Chúc các bạn học tốt.